Bạn có đang bị nhầm, bao lô thực sự chống được nước. Cái này vừa có vừa không nha. Tại sao mình lại nói như vậy? Đầu tiên hãy cùng coi nguyên nhân tại sao bao lô lại bị ngấm nước. Nói một cách đơn giản thì nếu như ở trên bao lô có khe hở để nước lọt vào thì bao lô sẽ bị ngấm đúng không? Bao lô sẽ thường bị ngấm ở các vị trí như bề mặt do chất liệu sử dụng không chống ngấm, khóa kéo không chống nước hoặc không được che chắn dẫn đến tình trạng là ngấm nước qua khóa kéo. Ngấm nước do đường may không được ép nhiệt hoặc gia cố thêm bằng keo. Thế nên trước khi chọn cho mình một chiếc bao lô có chống nước thì hãy tham khảo những yếu tố này nha. Chất liệu của bao lô là gì? Có áo mưa đi kèm hay không? Khóa kéo như thế nào và có lớp chống nước hay không? Rồi được chỉ may như thế nào nữa? Được ép nhiệt hay gia cố gì thêm không? Rồi có một thứ rất quan trọng nữa là hãy phân biệt các cấp độ chống nước. Chống nước sẽ chia ra làm 3 cấp độ: kháng nước, chống bám nước và chống ngấm. Kháng nước có nghĩa là vật sẽ chống nước đến một mức độ nhất định. Ví dụ kèo khóa khi đi mưa nhỏ thì đi một lúc thì không sao, nhưng mà đi một thời gian dài thì nó sẽ bị ướt sũng. Chống bám nước là một mức độ chống thấm cao hơn, nhưng mà nó cũng có một giới hạn nhất định. Cái này giống như việc vải lều được phủ thêm một lớp đệm PU để tăng cường khả năng chống thấm. Tuy vào chất liệu của lều sẽ có độ chống thấm khác nhau, nhưng nó đều có một giới hạn nhất định. Chống ngấm là mức độ cao nhất, nước sẽ không thể bị ngấm qua dù bất kỳ điều kiện gì. Đó, vậy là giờ bạn đã biết được cái bao lô có thực sự chống nước được hay không. Nếu như có ai đó nói với bạn là bao lô này, bao lô kia chống nước thì hãy coi ba yếu tố ở trên nhé.